Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Khu ngoài này chỗ nó đông quá mà. Sao Florian ơi? Không có gì cả. Ờ, không có gì cả là sao? Ý bạn là sao? Ý bạn là sao nhỉ? Ý bạn là sao nhỉ ơi? Ý bạn là sao nhỉ ơi? Bạn nói không có gì cả nghĩa là sao? Có người mà. Rõ ràng là có người mà. Bạn cứ lừa mình này. Ờ, mình có làm gì đâu. Không có gì cả bạn ơi. Ờ, mình không làm gì mà. Ờ. Hẳn là mình đang làm gì đấy cả. Thế hơi gắt ông ạ. Đây mọi người, mình sẽ ăn cái này. Ok, UMP này. Hôn nhê, đi săn mạng không bạn ơi? Chỗ này có một đứa đây hôn nhê. Chết đồ ấy, tôi vừa thấy không ạ? Lên xe nào không? Ngay cái khu nhà Dolomite bên trên ấy. Đây bạn, chạy lên vào xe mạng thế nào? Chạy lên xe mạng thế nào? Wow. No one, không còn ai. Cậu thấy ở trên này có người mà anh em. Thế để tôi lượn lờ qua đây coi. Chắc là ở phía này. Không có không ạ? Ok, thì lên cổng trời luôn chứ ngại gì mà không lên. Đây anh em ơi, và chúng ta sẽ lên thẳng theo phía cổng trời luôn nhé. Có người hả? Có treo á? Oh baby anh em ơi. Không kịp rồi. Sao friend? Nó chạy xuống mất tiêu rồi. Đậu xanh hay lắm em ạ. Đâu rồi á? À, hồ nhìn sấy kinh quá nhỉ. Thế thì kinh rồi. Cấu giá. Ghê. Bạn cấu giá gì cả. Thế thì kinh rồi. Ok ok. Đây còn là bạn ơi. Bạn 3 kill rồi đúng không? Đâu, bạn giả vờ. À, bạn đếm kill. Sao bạn biết mình 3 kill hả? Sao bạn lại biết mình 3 kill? À, đoán thế à? Không, bạn đếm ạ. Nhầm trong đầu á? À, bạn đếm nhầm trong đầu. Gát. Tính nhẽ anh em kết thúc rồi. Mình sẽ chạy lên trên này coi anh em ơi. Đó, lên thẳng trên phía cổng chờ nha anh em. Ok ok. Chưa thấy ai cả các bạn ơi. Có lẽ là mình sẽ chạy ta quên. Mình chạy qua hẳn phía UAV thôi nha anh em. Lâu lâu nói nhanh quá, kẹo nói chữ được dính cả với nhau các bạn ơi. Wow, người đâu dịch nhỉ các bạn ơi. Phía dưới hai đứa này. Nhanh số xe không nhỉ? Ơ có người các bạn ơi. Có người quen khu này này. Chỗ này không nhỉ? Chỗ này không nhỉ? Không nhỉ đừng. Đừng như thói quen vậy chứ bạn ơi. Bạn mình đâu rồi à? Tình nghĩa anh em kết thúc. Tình nghĩa anh em kết thúc luôn nhỉ ơi. Đừng như vậy được không bạn ơi? Đừng như vậy được không bạn ơi? Tại sao tình bạn chúng ta lại phải như này bạn? Wow. Bạn lại kêu nó rồi. Hình như nó sấy gắt quá anh em ạ. Kẹo bây giờ mới chỉ có được 4 mạng mà thôi. Ok anh em. Có một đứa nốc trên này, khả năng cao ở trên này. Vẫn đang còn người nữa nhé mọi người. Ở phía trên này cơ à? Ok ok đây. Thế cả đứng tạm đây anh em ơi. Cậu đỡ chạy xe này. Phải chạy đổi cho nó xa quá. Bắn tạm cái xe này cho dễ này. Xuống xe này bạn ơi. Xuống xe này bạn ơi. Ui.
Ui, một đứa cái mặt của mình này. Cái mặt của mình các bạn ơi. Nó cái mặt của mình này. Nó cái mặt của mình này. Nó cái mặt của mình này. Đậu xe này. Các chú tính cái mặt của anh à? Thế thì kinh rồi. Mình lại sợ cho nó quá cơ anh em ơi. Ngay phía nào với các mọi người nhá. Thôi kệ đi. Coi phần này coi. Kẹo không có bom keo nha em ơi. Đây các bạn. Đứng tạm vào đây cái đã nhỉ. Kẹo nhớ là có một team ở ngay hướng NVK thôi nha anh em. Ok. Mình sẽ loot thân đồ coi. Khá là nhiều đồ ngon nha anh em. Đạn tiểu liên các kiểu này. Nói chung là ổn. Ok ok. Để mình sẽ lượn thêm máu coi. Nhưng mà hết máu mất tiêu rồi nha em ơi. Let's go lên phía này luôn nhé anh em. Wow, bạn thấy ngây chưa? Nãy có hai đứa bắn mình ở trên này này. Sao nó chạy mất tiêu rồi? Đậu xanh tưởng gì. Hai đứa này nhát thì gan vậy. Cho nó chỉ dám cắn trộm thôi ông ơi. Đây này, đây này ông ơi. Đây này ông ơi. Cắn trộm này. Nó một nhé. Đậu xanh này. Ok. Clear luôn. Hai thằng chỉ giỏi cắn trộm này. Ơ, bạn đế mình à? Sao mới biết mình 6 kill? Đừng như vậy. Wow. Wow. Tại sao vậy? Bạn đếm kill sao? Tình nghĩa anh em chúng ta đành phải kết thúc tại đây thôi. Chứ biết sao giờ hả bạn? Anh em với nhau các bạn. À quên, Huân Nhi lại hơn thua với mình bạn anh em ạ. Ồ, bạn không nói gì à? Ok ok đây. Chạy qua nhà lớn đó anh em. Ơ, mình thấy bom keo này. Thế thì kinh rồi. Bạn sấy thế thì kinh rồi bạn ơi. Thế gắt quá rồi bạn ơi. Huân Nhi lên xe qua đây. Lên xe đi xe bạn vào đây. Hey, friend. Lên xe đây, mình chở lên phía trước luôn. Tôi với ông kêu luôn, đấy đấy, đấy. Úi dồi ôi, đông người quá nhỉ. Cái này chơi mới vui này. Chỗ nhà không ạ, câu nhà. Ui, sấy kinh quá nhỉ. Được. Bạn sấy nó lại gắt quá rồi. Ê, đứng trước mặt, hướng em. Đừng rút đồ. Hướng nhà nào? Thằng đá. Đang chạy mâu. Thằng đá hướng em. Hướng em, ok ok đây. Em bên này à? Chỗ này à? Thằng đá trước mặt luôn đấy. Đeo đeo. Kêu nó. Kêu nó friend ơi. Ui, kêu nó friend ơi. Hỗ trợ. Hỗ trợ bạn ơi. Ok, thank you. Hey friend qua đây, bạn có bông keo không? Dựng quả bông keo nào đang hết máu bạn ạ. Chạy lên quay để bơm máu đây. Thì bơm được luôn mà, thi thoảng bị lỗi thôi. Còn bình thường vẫn bơm bình thường không? Ôi giảm thanh này Huân Nhi ơi. Hi. Mình nhường gọng đó. Ok, vậy thank you bạn. Mình sẽ đợi bạn chết xong mình trang bị giảm thanh sau. Thank you. Ồ. Ờ bạn đây đang lỗi mình không bơm được máu này. Mình bơm máu cái đã Huân Nhi ơi. Lúc nãy mình lái xe không lỗi xong bạn lái xe lại bị lỗi. Đây friend, let's go. Còn lại còn 5 mạng nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ xuống dưới khu dân cư nhanh em. À, có xe, có xe. Có xe friend ơi. Chơi này, chơi này. Ồ, nó chạy qua đây không ạ? Ơ, lộ đó. Thế qua đây nhanh. Tưởng có người. Đây friend. Nãy mình thấy là có một xe nó chạy theo phía này mà. Mình còn có mỗi 2 tụ máu thôi. Hơi ít máu friend ạ, à, nhưng mà tôi kệ đi. Ê, vẫn chạy được, vẫn chạy được. Kẹt là kẹt thế nào hả ông? Lái xe lụa đã phải khác chứ ông. Kẹt là kẹt thế nào, xe chạy ngon mà. Kẹt làm sao được. Đây, chạy đường này đỡ mất máu của xe không ạ? Chạy chéo chéo tí là ok. Ông thấy chưa, lái lụa chưa?
Ok các bạn ơi, còn lại có 5 mạng nữa mà thôi. Nhanh kill nốt 5 đứa còn lại và chúng ta sẽ kiếm được top 1 ở trong cái ván đấu đi nha anh em. Người đâu cả rồi? Kẹo chưa có thấy ai cả anh em ơi. Ok. Wow. Đậu xanh các bạn ơi, người đâu cả rồi? Vắng vẻ quá nhỉ anh em. Có lẽ là chúng ta nên qua cái khu vực nhà máy điện một xíu nha các bạn ơi. Ồ, có xe mới đây. Xe mới friend ơi. Đi, chạy đây bạn ơi. À, tìm nó đây. Chạy qua thính. Ơ, chúng nó không qua thính không ơi. Vào lại. Đúng rồi, đâm vào xe chúng nó. Chặn xe chúng nó bạn ơi. Chặn đường xe chúng nó, một đứa thôi. Uầy, đậu xanh này. Uầy, đậu xanh này em ơi. Ok không, đây. Ok đây bạn. Đứng yên. Đứng yên dựng bong keo để sát luôn đấy mà ông. Ok anh nha. Lút đồ nào mọi người. Thằng này không có máu à? À được có không ơi? Hai từ máu à? Ok đây. Đang còn máu à friend? Let's go. Tưởng có hai đứa, một đứa thì easy thôi không ạ? Wow, xe chạy hơi lì. Các bạn ở xe đang lên dốc mà các bạn. Ngoài này anh em đã thấy ai chưa nhỉ? Kẹo chưa thấy ai đâu cả anh em ơi. Các bạn comment là anh đừng qua nhà máy điện á. À, ý anh em vậy là sao? Qua thôi, ok. Tôi nghĩ là nhà máy điện vẫn còn người không ạ? À, cái thính kia là mình có chưa kịp lại nữa cơ. Để mình xem chạy qua xem là thính có gì bạn ạ. Nãy vội quá mà. Phóng lựu bạn ơi. Thế để mình chơi phóng lựu cho. Ok. Gọi là thay đổi tí anh em ạ đấy. Nếu mà anh em chơi team ấy, nên có một người chơi phóng lựu. Ok, sao bạn đây bạn ơi, chạy bạn. Anh đừng qua nhà máy điện. Đấy, chạy thoải mái đi bạn ơi. Mình có phóng lựu là mình chỉ bắn gần thôi, mình không bắn xa được đâu. Đúng rồi. Ơ à, gì vậy friend? Vào bon đi friend ơi. Ông lại chạy nhanh bò. Ui, ông lại chạy nhanh bò quá. Vào bon đi bạn. Chưa thấy ai ngoài này cả các bạn ơi. Qua đó chết em tha em á. Nhưng mà anh qua rồi mà em. Nhà máy điện thì có ai đâu. Ui, lách like giỏi quá nhỉ. Hi friend. Nhưng mà người đâu không? Còn 5 thằng nữa nha các bạn ơi. Chưa thấy chúng nó xấy nhau đâu cả này. Có thể là chúng nó chân nóng sửa chẳng hạn này anh em. Có lẽ vậy. Baby á. Đây à. Ui baby ơi. Baby ơi. Sao friend? Ui bên trên có người bạn ơi. Ôi chơi có người nhà bạn ơi. Ui, ghê vậy. Ông chơi ghê vậy, ai chơi nổi. Mình có nhiều đại tử liên quá. Đây, chờ tí bạn ơi. Mình còn 2 viên phóng lựu nữa. Quả này top 1 easy giống ạ. Đây friend này. Chạy đây bạn ơi. Cứ chạy làm vòng thôi nhà bạn. Mình đây không bán xa ở đâu. Mình bán gần thôi. Bạn cứ chạy đến gần kẻ địch là ok. Chạy xa pha này hơi ngu. À không sao cả. Chạy nhanh nhỉ. Tưởng mất tí máu cơ. Bo này bo đẹp ông ơi. Bãi đất trống này kêu cho nó easy thôi. Chạy chặn thôi bạn ơi. Chắc là chúng nó không phải trên ống xưởng chứ anh em. Chúng nó trên ống xưởng quá là buồn rồi nha anh em. Không có người à? What the hell. Hay là trong xưởng cơ khí nhau nhỉ? Mấy thùng cannon không có ông ơi.
Không có. Thế chạm vào lại đi ngoài. Vòng lại lên phía trên coi. Có thể chúng nó đang trên gốc cây chẳng hạn này. Ui. Bọn này cắn máu đau lắm. À, ông ơi, nhà lớn hơn nhỉ. Đúng rồi ông ơi. The friend ơi. Ok, đã xong. Lên xem nào bạn ơi. Hết mạng rồi, cũng một đứa thôi. Thằng cuối đâu rồi nhỉ anh em? Ồ. Thằng cuối không có đây đâu. Thế ông nghĩ nó trong xưởng không? Chắc vậy. Hay là trong xưởng cơ khí nhỉ? Thôi kệ. Đây, cứ vào bò cái đã nhá. Tôi lên cái chỗ này cẩn thận này. Đó. Ok ok. Thế người đâu? Đây là phía trong xưởng này anh em này. Uầy. Bạn ơi, bạn thấy ai chưa? Mình chưa thấy ai cả, friend ạ. Thùng hàng á? Mình hay gọi là thùng gỗ này. Uầy. Bạn nhanh tay quá nhỉ. Đúng là thanh niên chuyên đi núp có hẳn. À có khác. Bạn biết hẳn chỗ nào núp cả. Thế thì ghê rồi. Thôi nhỉ, hack map hả bạn ơi? Ồ, oh, biết rõ vị trí của cái địch thế nhở? No, sai này. Chắc là hồi nhi bạn ấy chuyên đi núp anh em. Bạn ấy là biết rõ những cái vị trí núp hiệu quả. Ok, top 1 7 kill. À, hồi nhi top 1 8 kill cả gắt thế. Ok, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.